Xin chào mọi người. Trên đỉnh một ngọn núi cao giữa thị trấn Gao Gian và thị trấn Miaoba tại thành Khẩu huyện Chengku, Trung Quốc. Chúng tôi phát hiện có một gia đình sống ẩn dật ở đây. Nơi đây có độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, chỉ có hai vợ chồng già sống trên đó. Đây là một ngọn núi đá cao hùng vĩ, hai bên đều là những sườn núi rất dốc. Có thể thấy trên đỉnh có một thung lũng nhỏ khá bằng phẳng. Ngôi nhà của đôi vợ chồng già được xây dựng ở đây. Nhìn phong cảnh tôi thấy tựa chốn thần tiên, thật yên tĩnh và giản dị, không khí trong lành. Nhưng có một điều tôi hơi lo lắng là về nguồn nước. Không biết rằng cuộc sống của họ trên núi như thế nào. Bây giờ mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé. Xin chào mọi người, tôi hiện đang ở núi Haoyan ở thị trấn Gao Gian, huyện Chengku. Độ cao hiện tại của tôi là hơn 1.600 m. Trên đỉnh núi Hậu Nham, ở đó vẫn có người sống. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ đi theo con đường đá này. Leo lên đỉnh núi Hậu Nham trong 2 tiếng nữa. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều chiếc xe ba bánh này trên đường đi. Đây hẳn là người lên núi lấy măng, xe của họ. Mặc dù chúng tôi không nhìn thấy họ, nhưng ở đây chỉ có những rừng tre này. Họ lên đây lấy măng hoặc lấy củi. Bây giờ chúng ta đã lên tới đỉnh núi Hậu Nham. Chúng ta có thể nhìn thấy những ngọn núi của núi Đa Bá. Đó thực sự là những thăng trầm, núi cao lại có núi cao hơn. Tại vị trí tôi đang đứng, bên này là biên giới với Thiểm Tây, bên này giáp với Tứ Xuyên. Chúng ta sắp đến đích. Chào chú ạ. Ngôi nhà dưới đó cũng là nhà chú phải không? Ồ, tôi thấy vẫn có ánh lửa trong nhà, nhưng không có ai ở đó cả. Ồ, ngôi nhà nhỏ trên này. Chú tên là gì ạ? Vâng, vậy tôi sẽ gọi chú là chú Hoàng. Wow, có rất nhiều măng ở đây. Mỗi vụ cũng được khoảng 10.000 nhân dân tệ. Ôi, hãy nhanh tay phơi khô dưới nắng khi thời tiết còn tốt. Ha ha. Nơi này được gọi là gì? Đây là Iang Jeun, là một ngọn núi cao, vị trí rất cao. Tôi đến đây từ năm 1985. Sau đó định cư ở đây đến bây giờ. Vâng, đó là thiên đường của tôi. Chúng tôi sống ở đây đã quen rồi. Chú phải mang chúng đi bán hay là có người đến lấy? Có cháu trai tôi sẽ tới đây để lấy. Cẩn thận nhé chú Hoàng. Này này, ồ, được rồi. Kia là chuồng chú nuôi gì vậy? Nó là chuồng bò, nó đã cũ lắm rồi, bị bỏ hoang 2-3 năm nay rồi. Tôi vẫn chưa có ý định gì với nó, đàn bò đã được bán hết rồi. Chú đã từng ở nơi nào cao hơn ở đây chưa? Có, tôi đã từng đến Miaoba, nơi tôi từng chở ngũ cốc, thuộc về cao nguyên. Ừm, nơi đây tôi thấy không có khe nước nào, vậy gia đình chú sống làm sao? Chúng tôi hứng nước mưa. Có một khe nước nhỏ ở cuối thung lũng kia. Nó chảy rất nhỏ, vì ở đây là núi đá, không có nhiều cây cối. Ở đây chỉ trồng được ngô thôi sao? Chú có trồng cây gì khác không? Tôi nuôi gà, chỉ nuôi gà. Trước đây còn có 3 con bò, nhưng không có nhiều cỏ. Tôi còn có 10 con dê. Núi đá này hợp với dê, trồng khoai lang. Như tôi thấy ngô cũng không nhiều, có lẽ đủ nuôi gà. Vậy mọi thứ khác để ăn chú phải mua à? Ồ, mọi thứ phải mua, cũng đủ tiền mua gạo và ngô. Đến mùa phải lấy nhiều măng, phơi khô như thế này, cũng đủ để mua gạo chứ ha ha. À, những con gà được cho ăn ở trên. Tôi thấy giá bán măng này cũng khá cao. Một vụ chú cũng kiếm được 10.000 nhân dân tệ. Giá thực sự có thể cao hơn một chút. Chú có thể nuôi nhiều gà hơn. Có thể trồng thêm ngô để làm thức ăn cho gà. Trước đây chúng tôi cũng đã trồng, nhưng giờ không thể trồng nữa. Đất khô quá, không có nhiều mưa, năm nay thực sự không trồng trọt gì. Tôi thấy ở đây khá dốc, nhưng đường đi lại cũng không khó lắm. Tại sao chú không chuyển xuống núi để sống? Không quen, ở đây có cây măng, có củ khoai, chúng tôi còn sống được. Không xuống, không xuống đó đâu.
và tôi cũng không thể làm được nhiều công việc nữa. Cần nghỉ ngơi khi cần, ha ha. Trước đây ở đây cũng có 4 gia đình, nhưng họ đã chuyển đi hết rồi. Vậy các con của chú cũng chuyển đi rồi sao? Không có, không có các con. Trước đây, ở đây cũng vui lắm, tổng cộng có đến 14 người già trẻ. Chúng tôi cùng nhau khai phá, nhặt đá làm đường và làm rẫy, chia đều cho nhau. Ồ, ở đây cũng có rất nhiều rau. Xin chào cô nhé, cô đang làm gì đó? Luộc măng, vâng, ông ấy sẽ mang đi phơi, còn tôi ở đây luộc nó. Tôi vào xem được không? Không sao đâu, cậu hãy vào đi, hãy đến xem những ngọn măng này. Chỉ cần luộc qua, sau đó mang ra và phơi 2 ngày là khô để được rồi, sẽ không sợ mốc. Có kiến trong các thanh xà nhà này. Vâng kiến. Nhưng có kiến sẽ không sợ có mối. Lấy nó đi, lấy nó đi. Ồ, ồ cảm ơn cô. Tôi đã có rồi, không cần, không cần. Cầm lấy đi, chúng ta uống nước đun sôi. Chúng ta uống nước đun sôi. Hãy giữ lấy nó. Cảm ơn, nhưng tôi đã có rồi. Ha 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 ha. Được rồi, được rồi. Chỉ cần một nắm là đủ rồi. Không lấy nữa. Không lấy nữa. Trước đây tôi cũng thường hay xuống núi, mua bán các thứ cần thiết. Nhưng bây giờ, cái thắt lưng già nua của tôi không cho phép tôi đi nữa, ha ha. Tôi nói, tại sao cậu lại có thể chơi ở đây lâu như vậy? Tôi đã nghĩ cậu sẽ không quen và chán ở đây. Ha ha ha, chắc cậu đã đi nhiều rồi phải không? Cậu có quen không? Không có gì, tôi cũng quen rồi. Ha ha ha, tôi nghĩ hôm nay cậu nên nói chuyện với ông ấy. Thực ra, cậu cũng gần trạc tuổi con trai ông ấy. Rất hiếu thảo. Ông ấy có một người con trước khi đến với tôi. Ha 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 ha. Khi về già, bạn vẫn muốn có gia đình, dòng họ và con cháu của mình. Cũng có những người già còn có tiền nhưng chưa có gia đình, nhưng vẫn cần mua nhà, xe. Ôi chúa ơi, thứ tôi muốn là tiền, nhưng bây giờ mọi thứ không quan trọng nữa. Trước tiên hãy nói rằng tôi không muốn bạn cho tiền nếu bạn có nó. Bạn đã chơi ở đây, đã khiến chúng tôi rất vui vì có người đến đây, ha ha. Đường vào núi dễ chịu hơn, đúng vậy. Không cần bác sĩ, tôi quen rồi, đã già thì không sợ. Tôi không sợ khi tôi đã quen với nó. Khi đã quen rồi thì không muốn xuống nữa. Ha 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 ha, trên núi có việc gì không? Có chủ nhân nào không có việc gì không? Chúng tôi trồng nhiều thứ như ngô, khoai lang và rau. Có những năm chúng tôi cùng trồng được lúa nương. Cũng được những bao thóc to như này, nhưng giờ không làm được rồi. Ha ha, có gì thì ăn cái đó. Đối với tôi món này có vị giống như súp nóng. Ha ha ha, có ai dám ăn đâu. Nhưng những gì ông ấy trồng có thể ăn được. Có vẻ như vậy, chúng ta đang ở trên đỉnh. Sẽ tốt hơn nếu bạn buộc nó lại. Nó không thân thiện lắm với không khí này, ha ha ha. Cô ơi, tôi phải đi rồi. Hãy ở lại và ăn chút gì đã. Hãy ăn đã rồi đi. Không cần, cảm ơn cô, tôi sẽ đi bây giờ. Hãy chăm sóc bản thân. Khi chúng tôi ra về, chú tôi vẫn đang bận rộn ngoài đồng. Ăn tối xong gì phải lên núi thu măng. Họ bận rộn trên núi mỗi ngày. Con chúc chú và dì sức khỏe. Năm nay sẽ có một vụ thu hoạch bội thu, tương lai ngày càng tốt hơn. Được rồi, video hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Mọi người hãy like và đăng ký tôi nhé. Chúng ta sẽ còn khám phá nhiều nơi khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.